Ngày hôm nay thì nhà em này tiếp tục xuất xưởng một nô thùng ong rất là đẹp. Nô này thì rất là đẹp và bây giờ thì đang vào mùa ong rồi, cho nên là các bác đặt hàng bên nhà em cũng rất là nhiều. Nhưng mà các bác yên tâm, ngày hôm nay thì em sẽ quay toàn bộ cái kho xưởng nhà em, cũng như là ở phần cuối sẽ giới thiệu chi tiết về cái thùng ong để các bác cập nhật tốt nhất trong cái đợt này để mua. Và em cũng sẽ báo giá luôn nhé. Giá là gì? Giá cho một thùng và giá cho nhiều thùng. Đấy, tức là giá một thùng thì sẽ là cao hơn một chút, còn giá là nhiều thùng thì sẽ rẻ hơn. Đây là bác ở lại xem hết video của em nhé. Đây thì em sẽ quay luôn cái kho ở đằng sau này. Các bác sẽ thấy là có rất là nhiều gỗ phơi như này. Đấy, tránh tình trạng như những năm trước là sẽ bị cháy hàng, dồn hàng vào cái đợt đầu năm này, mùa xuân này. Thì năm nay nhà em đã chuẩn bị lượng gỗ rất là ổn định và nhiều. Gỗ như này thì nhìn này, các bác thấy là lượng gỗ cũng rất là nhiều và đã được phơi khô ổn định rồi. Đây, cũng cất vào trong nhà như này nữa. Cái bên ngoài như này thì bây giờ sau này sẽ cất vào trong nhà như thế này. Đấy, cất vào trong nhà như này thì để nó khô, mình đóng thì thùng ong nó mới không bị ngót và nó không bị co. Khi mà nếu mà các bác mà đóng tươi ấy, những cái xưởng mà đóng tươi thì nó sẽ không đảm bảo như nhà em ở đây, là hoàn toàn là khô xong tiến hành vào cho vào trong xưởng mới đóng. Còn toàn bộ đây là gỗ đã được phơi. Đề nghị anh camera quay lướt ra phía bên này một tí. Đây. Các bác xin mời các bác đi theo em để mình có thể là xem được hết cái kho chỗ khu vực phơi gỗ của nhà em thẳng tít ra cổng đấy. Các bác nhìn thấy. Nhìn thấy chưa? Rất là ok ạ. Rất là dài và rất là nhiều gỗ ở kia. Còn bây giờ em xin mời các bác ghé qua phía đằng bên này. Đó. Ở đằng này thì rất nhiều video làm thì các bác thấy là có rất là nhiều cây gỗ được ngâm ở dưới ao. Và bây giờ quay trở lại với chương trình chính thì em xin giới thiệu cho các bác một cái thùng với ong. Đây nhà em. Đấy. Để các bác cập nhật luôn cái thông tin. Đầu tiên thì em xin giới thiệu lại thùng ong bên nhà em. Đấy, chất liệu là gỗ gạo nhá và được xẻ 2 phân. Với cái việc mà xẻ như vậy thì cũng có nhiều bác sẽ thắc mắc bảo là sao lại không tôi về không còn được 2 phân, bởi vì trong quá trình xẻ 2 phân nhưng bào gọt đi thì nó sẽ không còn đủ 2 phân nữa. Mẹ ơi. Này, lấy cái này. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Đây em giới thiệu cho bác sang cái thùng. Thì bên thùng chứ bên em nhé, bên trong nó có một cái vách ngăn như này rồi. Đấy, về các bác chỉ việc dùng thôi. Rất là đẹp, vuông vức, đẹp chuẩn chỉ luôn. Nếu mà nói về thùng ong thì nhà em phải tự hào là một cái đơn vị mà sản xuất thùng ong uy tín, chất lượng, độ bền rất là cao. Và ở đằng trước thùng của nhà em nhé thì lúc nào cũng có logo. Đây, số điện thoại để các bác đặt mua hàng trực tiếp ở đây, địa chỉ trực tiếp luôn. Uy tín chưa ạ? Rất uy tín đúng không? Đấy, các bác cần mua vật tư dụng cụ nuôi ong nào cũng có thể là liên hệ trực tiếp với số điện thoại bên này nhà em, là có đầy đủ hết. Và hôm nay thì nhà em có thêm cả thước nữa này. Đấy, có thêm thước, có thêm tất cả vật tư về ngành ong. Chi tiết về thùng nuôi ong em xin giới thiệu lại nhé. Là gỗ gạo này, 2 phân ván xẻ 2 phân, bào gọt đi còn 1 phân 7 phân 8. Đấy, có cửa ở phía trước này. Gỗ thì là đảm bảo cho bác là xung quanh là ván liền. Ở phần đáy là ghép gỗ, là gỗ gạo nhé. Gỗ gạo thì các bác biết rồi, chất gỗ nó rất là bền, nuôi ong trong này rất là thịnh vượng, thu được rất là nhiều mật. Thì hiện tại bây giờ đang vào mùa của năm 2024 rồi, hoa vải sớm thì đang bắt đầu nở. Đây cũng là thời điểm mà các bác sẽ gia tăng số lượng đàn của mình. Đấy, cho nên là các bác nào có nhu cầu mua về thùng nuôi ong thì liên hệ cơ sở bên em, hàng rất là nhiều, đảm bảo trong cái mùa là giải này phục vụ cho các bác trên mọi miền tổ quốc. Bác nào mà mua thùng nuôi ong liên hệ bên em nhé, số điện thoại thì em để ở đây hoặc ở đây, điện trực tiếp để có giá tốt nhất. Xin lỗi các bác, bây giờ em sẽ báo giá. Một chiếc thùng như này giá bên em đang bán lẻ cho một chiếc là 210.000 đồng. Đấy, còn nếu các bác mua từ 10 thùng trở lên thì giá là 200 các bác nhé. Còn nếu mà dưới 10 thùng thì cái tiền cước bây giờ là bên đơn vị vận chuyển nó lưng giá cước lên rất là cao rồi. Giá đấy là bên nhà em đã bao cước rồi. Bác nào mà cập nhật được thùng ong bên nhà em cũng như là bảng giá mua, điện trực tiếp cho em số này hoặc là số này các bác nhá.